được nữa, chạy hoài kìa. Sao chứ? Vậy. Nó đéo có mùa, hãy chán quá, vô kinh khách kịp. Mày ngồi sao mày ra? Vậy mày đi bên này đi, bên kia anh biết chỗ ông đón xe lên chợn. Sợ anh biết chỗ chịu đón xe lên gặp tôi. Hỏi coi sao ông đi nhiều. Kêu à. Ờ. Lên xe ông chở 500 ngàn. Ơi, nó nói 500 ngàn kìa. Ở đây lên Mũi Né là 200 cây. 500 ngàn á, ổng nói kìa. Ôi, đi xe đò, đây lên dẫn có nhiêu đâu, đi xe đò đây lên dẫn. 200 mấy à? 200 à, 200 rồi, đi xe taxi, đi xe ôm lại chỗ mình là ok. Đó, mày chịu đi vậy không? Đi đi, cho hai vợ chồng đồng tụ. Đồng tụ. Ôi. Chỗ. Chỗ. Ê, bác Khải đi về. Má kêu. Chưa thấy bà sao hỏi. Vậy sớm vậy. Khi tình yêu đến, đến qua đến lại. Trời ơi. Anh bây giờ nó nói hết cười lắm. Giờ nó buồn quá, con cùng Phương đi với tụi mình bên đây. Giờ bao nhiêu 500 con cũng đi xe nữa mà cũng biết đón. Thằng bán vé số á, đầu đi. Bên thằng kia kìa, cái ôm mập của cô hoài. Bên kia, ôm mập của kia vậy. Bên kìa bỏ, ờ. Đó, đó đó, ờ. Vô tình yêu đi. Vô cá đi. Mày dứt thấy giới Ngọc Lan vô mày dứt. Vô mày dứt. Ngon không? Ngon, tại vì bà không ăn được cá. Bà giới thiệu là thịt heo ok ngon. Khách vô đông rồi kìa. Tao bán rồi rồi. Anh Việt Kiều. Số ông bà Việt Kiều. Nhảy đi chợ Ngọc Lan.
chứ còn đang nhảy nhép ví dụ nha. Rồi nè giờ gặp cảm ơn nè. Rồi lại la lại la chị đi. Cảnh Khang lại la lại la là cảm ơn đó nha, chỉ Việt Kiều về đó. Chỉ Việt Kiều về. Thì hỏi chị vô đâu. Tụi bay quay hoài rồi sao ta vô. Vô đây ngồi nè chị. Vô ngồi đi. Hai người mặc đồ giống nhau, biết con nào con chị, con nào con em. Phải biết rồi, ở quán này như quán cô chức không ta? Ừ, quán của em đó. Quán cô chức hả? Đẹp quá, nhìn ra có ông này xấu quá. Em có dáng giống chị làm con... Bậy. Bỏ cái khúc này thôi, bỏ đi. Đi. Ôi. Ừ. Ôi, đủ rồi đó. Em có giống. Ôi, được rồi, đi bán đi. Chết ơi, nó bậy bạ mà đi. Vô duyên quá, nói đẹp. Ôi. Số không? Tinh tinh áo bay trời ơi có mặt à già áo giáp ba tinh tinh áo bay tới đây chắc đây ok cái gì đi mày hay gì đi mày gì đi mày hay gì đi mày hay gì đi ý nhờ con số một gì chứ bây giờ chắc ok ơ chú số hai ba hưng đi đi chơi gái một ngày con trai mới lớn lên là con số hai. Con số 2 gù là con số 3. Con số 3 con số 4 anh Hưng chạy trốn bị trúng đâm là con số 5. Vì sao ư 7 gì cần điểm ở nhảy thằng cha Hưng đi hãy là con số 7. Nhúc nhích Hưng Hưng đưa đích trúng đâm là con số 5. Con số 5 vô nhà ta ba nâng vác xe đạp đi ra à là gì ba cùng số 3 hả à. mấy gì đây một mối tình căn con 15 thôi gì chứ à, con 15 con 15 16 chân ông con ba Hưng nó vô giường nó đi dình gái bị con ông chích là con số 16 con ông rồi có mày đi 17 mày gì đây mà hay gì đi đêm nay ta mang yêu chữ đó đi áo trên cành là cành hoa xiên. Con số gì chết quá nổ. Con bấm mày chánh. Bấm mười bảy. Mà chánh má. 27 con nhỏ nó yêu ba Hưng. Ba Hưng từ chối lỡ có bầu với anh. Nhảy cầu chữ Y là con số 10 bay. Hay bị chết ơi. Chết á. Việt Kiều, bản tỷ rồi Việt Kiều. Anh Việt Kiều, ngồi đi. Vô đây này chị ơi. À, Việt Kiều nó dẹp cái bàn đó cho chị đó coi. Số ông anh đẹp trai 71.
anh đó có tiền. Bé Nhi, qua lăn tay chồng xong chưa? Bưng vô đại chị vô. 75, 75. Mười một ngàn tờ. Chị này kêu nè, nó đâu rồi? Ta kêu vú heo nè, mày đi đâu vậy? Nè, chị kêu vú heo. Gì? Bán đi cứ ngoại hoài à. Mày Khương, Khương, thằng Lâm với ông Quang, mày kêu ông Quang đi kêu mày đi. Để kêu giùm cho nha chị, để kêu giùm cho nha. Chị ăn cái gì? Vú heo. Một phần không chị? Mấy nhỏ này kỳ quá. Ủa, Nhi, ai phục vụ bên đây vậy? Ta kêu vú heo á, chị kêu quá trời, mày nghe vậy. Đợi nón đó. Ba đứa đi sửa mũi, hai người đó sửa xong rồi, đẹp quá ha. Để lụm cái bao đó đừng dây số 11 ngàn. 2 ngàn tờ không? Tờ ơi gì 2 ngàn. 2 ngàn tờ chứ. Không. Cũ rồi, lát vô quán xin gì chất ơi. Thôi, bao ca để đừng dây số mà vô duyên gì cũng cũ. Mày cũ không? Đang ngồi Việt Kiều lại đã quá đám hoài à, nhiêu. Đó, một tờ đó. Mấy tờ? Một tờ. Thở lại 90. Đúng rồi. Trời ơi, đưa cái trội bể đầu luôn. Thôi, nhớ dây số 2.000 tờ chứ nhiêu. Có đó má, trời ơi, tỉnh mộng giùm đi. Vậy? Thôi ta bán mà trở về cái gì? Bệnh hả? Thôi về về luôn đi. Nó theo gái rồi. Hương Hương phải không? Nó theo gái rồi má ơi, đừng nhắc tới con đó mệt mỏi lắm. Bạn nó một gu đó, bạn nó đang đứng á. Nè. Trời ơi đành đạn mà mua giấy số mà đưa cỡ đó đó. Chán ông lắm rồi đó. Gì? Đưa tiền chưa? Đó cái ông ta mua 5 tờ mua ghê quá. Thôi má không có hùng đâu má. Chưa đủ đô, phải 10 tờ mới đủ đô. Chồng ghen à. Ai ghen coi, cô là quỷ á, nó dám ghen à. Nhỏ nhảy xong cầu chữ y á. Có bầu à? Không có, nè anh nhỏ nhảy cầu chữ y á, coi 5 ngàn. Nè, Khánh Kiều đẹp trai 5 ngàn. Ngồi đó đại đi, bà Việt Kiều. Số không, gái đẹp, số không? Số không, anh đẹp trai. Để xe bên kia chị. Bên gốc cây bên kia chị. Ngã tư có cái gốc cây bên, bên trái cái xe hơi đó chị. Cái này á còn số mà gọi về đắt quá. Ủa mày dứt còn nhiều không? Nhiều. Còn nhiều? 400. Còn 400 rồi gì vô hô, hô về cái nữa là hết rồi. Đó tâm sự với anh Long đi, anh Lâm mày đi. Số không? Mẹ bên kia nãy giờ mời mấy bạn bên đây chưa? Chưa má. Đó anh chị này mời chưa chứ? Anh thôi cả đang ăn vú heo cỡ chưa bưng lại cả kìa vậy đâu hả? À, Phương theo trai rồi, nói đi xô rồi ba thiếu gì trai ở đây không? Mê mê kỳ vậy đó Khưởng. Anh Việt Kiều số không? Đẹp trai quá. Cái đó Khưởng ba. Ba đi bóp vú bò nhiều. Mấy ông bê mê Quy Nhung mà chơi 10 hũ luôn. Quy Nhung dắt lên lầu 2 chưa? Chưa. Dạ dạ. Chưa có chưa dắt vậy đó. Dạ dạ. Trời ơi, hàng chi con tuổi té đúng rồi chứ tôi gãy mẹ. Trời, hàng chi nhỏ té. Ê, đương cái ghế nhỏ té rồi. Đúng rồi. Mấy tờ anh yêu? Ba ngồi đó đi cho mát.
6. 6 lấy 3 nữa đi ba, chẳng trăm. Dễ tính tiền. Con lấy ở đây à? Con ép nha. Ép dầu, ép mỡ không nên ép với số. Để con nói với gì con cầm với số con này đi. Anh này có tiền là mua mem đi. Con mua giúp đỡ nghèo đi, lát cùng ông á. Gì chết. 66 ngàn. Nhìn quá đẹp trai ghê. Số mời đẹp trai ghê. Nay nhìn mà chết đẹp trai ghê. Đẹp mà chồng bà đâu cho tiền tôi đâu. 66 ngàn bà cũng có mày trai bà. Nhiêu? 66 ngàn. 66 ngàn đưa 144 ngàn. Đưa 80 ngàn được không? Cầm mày. 66 đưa 80 ngàn. 154. Thôi lại 120 thôi. Thôi lại 120 đi anh cho. Thôi lại 200 cũng được. Thêm 50 nữa gì chứ. Không 120 thì 200. Gì? Ông đừng làm tôi loạn à, thiền đình nha, có là nhiêu nữa. Thôi lại đây còn 50 nè, 50 nè, còn đây 50 nè. Đó 500 con giả mày. Vậy trời ơi, chồng yêu. Rồi đủ chưa? Nói còn lộ mà nó chữ. Đủ chưa? Không biết nữa. Đếm rồi đủ chưa? Chứ lại đếm trời tiền ta cầm. Lại đếm đi. Dư dư rồi, dư. Anh vô đây, vô đây. Vô đây luôn, cạch ca lại la lại la. Dư đây coi nè, rồi sao? Dư rồi sao? Không dư đâu. Vô đại ngồi đi. Rồi, chốt rồi. Trời ơi đẹp quá trời luôn, tuổi 15. À, cảm ơn. Rồi, chứ nãy giờ thấy gì chứ cũng 3 ly. 3 ly nước ngọt rồi nha. Ê ta. Vô đây đi bà Việt Kiều, bà Việt Kiều. Quá đã, uống không? Không. Ôi chứ uống cái nước gì vậy? Gì trước mặt đen rượu. Anh nướng rồi trước. Qua bển nè. Trời nó.